Xin chào toàn thể anh chị em đã quay trở lại kênh Nhật VIP. Hôm nay bên em giới thiệu đến chị một bộ máy lọc nước Yum Kiềm Hà Nội Nhật Bản điện 100V nhé. Chiếc máy này thì của hãng Lessono, model là PZ-A402. Chiếc máy này thì hình thức còn khá là đẹp anh chị ạ. Chiếc máy này thì thông số kỹ thuật nó có 3 tấm linh cực nhé. Độ bé tạo ra được thì từ khoảng 4.0 cho đến khoảng 10.0. Chiếc máy này lõi lọc 6.000 lít và nó sẽ nhận được cái lõi 12.000 lít, nhưng mà hiện tại lõi 12.000 lít thì hãng Bana thì nó quá đắt vậy ạ. Lõi 12.000 lít của cái loại máy này nó lên đắt hơn cả lõi mấy lõi cao của cái mấy con máy lớn đấy, cho nên là anh chị dùng lõi 6.000 lít nhé. Con máy này nó sẽ nhận được lõi 12.000 lít, nhưng mà lõi 12.000 lít cao mình nó không vừa nên là mình chỉ lắp lõi 6.000 lít thôi. Trong máy có một vòi bên trên ra để chúng ta lấy nước uống này, một dây nước thải này và một cái đường nước cấp cho máy này, dây điện nguồn. Dây điện nguồn của máy này nó về đứt đứt dây ấy, nên là em đã thay dây điện nguồn khác nhé. Nó về nó bị cắt dây, em thay dây khác rồi. Con máy này thì hình thức thì còn khá ổn nhỉ. Con này em đã vệ sinh điện cực nhé, em ghi đã vệ sinh điện cực này. Ở bên dưới bên phải này nó cái hộc để đựng cái lõi lọc như này. Đó. Cái lõi lọc mã là P37MJR này, nó sẽ là cái lõi lọc 12.000 lít nhé. Bây giờ hiện tại Bana nó có bán lõi này nhưng mà rất đắt anh chị ạ. Nên là anh chị chỉ thay lõi TKAS30 thôi, lõi lọc được 19 tật chất độc tố, 17 hay 19 gì đó. Cái lõi lọc khá là ngon nhé. Ở đây là cái hộp canxi, ở đằng sau này anh chị bổ sung canxi, nhưng mà nếu anh chị dùng nước máy của nhà nước mình, nếu mà độ pH khoảng từ 7 đến 7.5 rồi thì không cần bổ sung canxi nhé. Máy hình thức thì còn rất đẹp luôn. Con máy này thì có màn hình LCD, chị sẽ bật lên này thì nó sẽ hiển thị có hình ảnh minh họa này. Ví dụ uống nước thì nó sẽ hiển thị cốc ly nước này, pha trà nhá. Còn đây nấu cơm nó sẽ hiển thị hình bát cơm. Nước uống làm quen nó cũng hiển thị hình ly nước. Đây là nước pha sữa ống thuốc dùng cho trẻ em dưới 2 tuổi, nó hiển thị cái viên thuốc tây và cái bình sữa. Nước rửa mặt nó sẽ hiển thị cái hình mặt người đây, rất là dễ sử dụng nhá. Đó, nước kiềm thì có 3 mức kiềm nó hiển thị cái màu này, nước trung tính hiển thị màu xanh lá cây này, và mức nước rửa mặt nó sẽ hiển thị cái màu hơi tím tím hồng này. Máy rất đẹp nha. Chiếc máy này thì nó đang em thấy đang báo còn là 7.665 lít này, thế tổng 12.000 nó còn đến 7.600 lít nhá. Những cái máy này thì mọi người có thể reset lại được cái lõi, nhưng mà nó không reset được về theo ý muốn. Ví dụ anh chị reset nó về 6.000 hoặc reset nó về 12.000, chứ không có về được 7.000 hay 8.000 như ý muốn nhé. Ví dụ cái máy nào mà nó hiển thị 6.000 thì reset nó về 6.000 luôn, hoặc hiển thị 12.000 thì reset nó về 12.000 luôn, chứ anh chị không được reset về 8 hay 9 hay 10.000 được nhé. Đó, nên là anh chị có thể dùng tiếp tục cái máy này, cái lõi này luôn, hoặc là nếu anh chị thật cảm thấy không yên tâm thì mình có thể mình thay lõi mới dùng cho nên yên tâm mình nhé. Bên em có bảo là bán kèm cả lõi mới luôn. Anh chị nào cần mua lõi mới thì sẽ bán lõi mới luôn cho anh chị nhé. Hoặc là anh chị có thể xử lý nước đầu nguồn cho nó thật sạch. Ví dụ như anh chị cấp nước cho nó vào, trước khi chị cấp nước vào máy này, anh chị xử lý đầu nguồn nước đạt tiêu chuẩn nước uống rồi thì mình không cần phải thay lõi của máy nhé. Phụ kiện em bán kèm thì gồm có một cái gói muối vệ sinh máy này, anh chị có thể định kỳ vệ sinh 4 đến 6 tháng một lần. Đây là một cái lõi lọc giả để anh chị vệ sinh máy thường xuyên này. Một cái đường nguồn điện 100V nó có hai lỗ, thông số kỹ thuật của nó là 1 kVA, một lỗ ra 120V, một lỗ ra 100V nhé, thì mình cắm vào điện 100V. Đây là một cái bộ lọc thô thì có 3 lõi, bên trong để lõi sẵn rồi 1, 2, 3 nhé. Lọc thô để giảm thiểu cái cặn bẩn lớn, một số cái mùi cờ lo lằng nhằng cái thứ để nó giảm thiểu cho cái lõi lọc của máy này. Nếu mà chị dùng lọc không dùng thô thì nó rất nhanh bị tắc nghẽn cái lõi này nhé, nên là chị lưu ý giúp em nên lắp lọc thô vào. Đây là một cái vòi khóa mở nước cho máy này. Đây là một cái đoạn dây phi 10 khoảng 2 đến 3 mét để chị lắp bộ lọc thô. Và đây là những cái co cút khóa mở bộ lọc thô nhá. Đấy. Nếu mà anh chị lấy nguyên bộ như vậy này, không có lõi mới nhá. Thì em sẽ bán anh chị giá tổng cái bộ này luôn là 6 triệu rưỡi. Còn nếu anh chị lấy lõi mới nữa cộng 2 triệu vào giúp em nhá, là thành 8 triệu rưỡi. Thì em sẽ bảo hành anh chị máy 1 năm nhá. Trong vòng 30 ngày đầu tiên nếu mà có trục trặc về máy thì em sẽ đổi anh chị một sản phẩm khác. Rồi anh chị nào quan tâm liên hệ với em qua số điện thoại 0367 49 0000. Bên em sẽ để trực tiếp số điện thoại và cái
tên website ở trên cái video này thì anh chị có thể vào tham khảo thêm ở trên trang web giúp em nhé. Bên trang web bên em rất nhiều sản phẩm ở trên web, những sản phẩm mới và đã qua sử dụng rất nhiều nhá, chị có thể tham khảo thêm giá và tính năng sản phẩm trên đó. Còn cần tư vấn gì thì chị có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại giúp em. Rồi, xin cảm ơn chị đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại chị video sau. Xin cảm ơn rất nhiều. Anh chị đừng quên nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để nhận được những thông báo về những video mới nhất. Nút đăng ký ở bên dưới bên góc bên phải bên video chữ đăng ký là đỏ, anh chị nhấn vào đó đăng ký. Sau đó cạnh chữ đăng ký nó sẽ có hình cái chuông, anh chị nhấn vào chọn tất cả nhé. Thì tất cả những video làm bên em đăng lên thì họ sẽ thông báo là kênh Hành Nghề VIP có video mới, khi đó chị vào xem và lựa chọn các sản phẩm theo sở thích của mình. Bên em có báo giá trực tiếp trên YouTube tất cả sản phẩm nhé, nên chị có thể xem và tham khảo.